áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng tất cả các con học sinh đến với tiết học môn tiếng Việt lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong chủ đề giao tiếp và kết nối, cô trò mình cùng nhau học bài 20, từ chú bồ câu đến Internet. Các bạn ơi, anh trai tớ đang du học ở nước ngoài, tớ rất nhớ anh. Đố các bạn, tớ có những cách nào để liên lạc với anh trai tớ khi đang ở xa như vậy? Hì, có hơi bị nhiều cách luôn. Các bạn có thể gửi thư này, gọi điện thoại hoặc dùng Internet để gọi điện và nhìn thấy nhau dù ở cách xa nghìn cây số nữa đấy. Con người còn có những cách liên lạc khác nữa cơ. Các bạn cùng tớ tìm hiểu trong bài đọc từ chú bồ câu đến Internet nhé. Từ chú bồ câu đến Internet. Ngoài trò chuyện trực tiếp, con người còn nghĩ ra rất nhiều cách để trao đổi với nhau khi ở xa. Từ xa xưa, người ta đã biết huấn luyện bồ câu để đưa thư. Bồ câu nhớ đường rất tốt, nó có thể bay qua một chặng đường dài hàng nghìn cây số để mang thư đến đúng nơi nhận. Những người đi biển còn nghĩ ra cách bỏ thư vào trong những chiếc chai thủy tinh. Nhờ sóng biển, những chiếc chai này được đẩy vào đất liền. Có những bức thư vài chục năm sau mới được tìm thấy. Ngày nay, việc trao đổi thông tin dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn có thể viết thư, gọi điện cho người khác. Nhờ có Internet, bạn cũng có thể nhìn thấy người nói chuyện với mình. Dù hai người đang ở cách nhau rất xa, Hải Nam. Trong bài đọc, có một số từ ngữ phát âm dễ nhầm lẫn. Chúng mình cùng nhau đọc lại những từ ngữ này với cô nhé. Trao đổi, huấn luyện, Internet. Trong bài có từ Internet. Internet là mạng kết nối các thiết bị điện tử trên toàn thế giới. Khi chúng mình học online như thế này, chúng mình cũng cần đến Internet đấy. Huấn luyện là giảng dạy và hướng dẫn luyện tập. Còn cây số đó chính là đơn vị km chúng mình đã được học trong bộ môn toán. Chai thủy tinh. Đây là hình ảnh chai thủy tinh, là chiếc chai được làm từ thủy tinh. Cô mời các con dùng bút đánh dấu cách ngắt nghỉ vào trong sách giáo khoa câu dài này nhé. Nhờ có Internet, bạn cũng có thể nhìn thấy người nói chuyện với mình, dù hai người đang ở cách nhau rất xa. Bài đọc được chia ra làm 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến khi ở xa. Đoạn thứ 2 tiếp đến cho đến mới được tìm thấy. Và đoạn thứ 3 là đoạn còn lại. Sau đây cô mời các con đọc nối tiếp toàn bộ bài từ chú bồ câu đến Internet cùng với bạn bè và người thân nhé. Sau đây chúng ta cùng nhau luyện đọc toàn bài nào. Các con hãy bấm dừng video lại và đọc lại toàn bộ bài. Cô trò mình cùng nhau tìm hiểu bài. Theo các con, từ xa xưa, con người huấn luyện loài vật nào để đưa thư? A. Chim hải âu. B. Chim bồ câu. Hay C. Chim én? A. Đáp án chính xác đó là đáp án B. Chim bồ câu. Từ xa xưa, con người huấn luyện chim bồ câu để đưa thư đấy các con ạ. Vậy, vì sao người ta lại dùng chim bồ câu để đưa thư?
Đó là vì bồ câu nhớ đường rất tốt. Trong bài đọc, những người đi biển đã nghĩ ra cách gì để đưa thư? À, những người đi biển đã nghĩ ra cách bỏ thư vào trong những chiếc chai thủy tinh. Nhờ sóng biển, những chiếc chai này sẽ được đẩy vào đất liền. Vậy, mất bao lâu để những lá thư trong chai đó được đẩy vào đất liền và được tìm thấy? Một ngày, một năm hay không thể xác định được? À, không thể xác định được thời gian chính xác để những lá thư trong chai được đẩy vào đất liền và được tìm thấy. Ngày nay, chúng ta có thể trò chuyện với người ở xa bằng những cách nào? Các con thân mến, với thời đại 4.0 hiện nay, chúng ta có thể viết thư, gọi điện hoặc trò chuyện bằng Internet. Thật là tiện lợi phải không nào? Theo con, nếu cần trò chuyện với người ở xa, con sẽ chọn phương tiện nào? Vì sao? Chúng mình có thể gọi điện hay sử dụng mạng Internet qua ứng dụng điện thoại, nhắn tin trò chuyện với nhau. Sau đây mời các con luyện đọc lại toàn bộ bài từ chú bồ câu đến Internet. Chúng mình cùng luyện tập theo văn bản đọc. Câu 1, xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Trò chuyện, bồ câu, chai thủy tinh, gửi, trao đổi, bức thư, điện thoại. Con hãy xếp những từ ngữ vào nhóm từ chỉ sự vật hoặc nhóm từ chỉ hoạt động sao cho thích hợp nhé. Ta có trò chuyện thuộc nhóm từ chỉ hoạt động, bồ câu là sự vật, chai thủy tinh cũng là chỉ sự vật, gửi chỉ hoạt động, trao đổi hoạt động, bức thư là sự vật, điện thoại là sự vật. Bài 2, nói tiếp để hoàn thành câu. Nhờ có Internet, bạn có thể chấm chấm chấm. Nhờ có Internet, bạn có thể học trực tuyến. Hoặc con có thể viết được câu, nhờ có Internet, bạn có thể tìm tài liệu học tập. Nhờ có Internet, bạn có thể học tiếng Anh qua các phần mềm. Chúng ta thấy Internet có rất nhiều tác dụng phải không nào? Tuy nhiên, việc sử dụng mạng Internet cũng có thể gây ra tác hại nếu chúng ta sử dụng không hợp lý đấy. Các con thân mến, bài học ngày hôm nay đã cung cấp cho ta một số cách trao đổi thông tin, liên lạc của con người từ ngày xưa đến ngày nay. Ngoài những cách có trong bài đọc, con người còn có rất nhiều cách để liên lạc với nhau, như dùng khói, pháo sáng để làm tín hiệu. Ngày nay, với sự phát triển của Internet, con người còn có thể trò chuyện với nhau qua các ứng dụng trên máy tính hoặc điện thoại ở mọi lúc, mọi nơi. Các con thân mến, mỗi một phương tiện đều có một điều thú vị riêng, như dùng điện thoại sẽ tiện lợi và nhanh chóng, còn viết thư thì sẽ nói được nhiều điều và lưu giữ được những kỷ niệm nữa. Chúng ta cùng nhau chuyển sang tiết học tiếp theo. Chúng ta từ chú bồ câu đến Internet. Cô mời các con lắng nghe đoạn nghe viết ngày hôm nay. Từ chú bồ câu đến Internet, con người có nhiều cách để trao đổi với nhau. Từ xa xưa, người ta đã biết huấn luyện bồ câu đưa thư. Những bức thư được buộc vào chân bồ câu nhớ đường rất tốt. Nó có thể bay qua một chặng đường dài, hàng nghìn cây số để mang thư đến đúng nơi nhận.
hãy cho cô biết nội dung bài viết gồm có mấy câu? Nội dung bài viết gồm có 5 câu. Theo con cần chú ý gì khi trình bày đoạn? Khi trình bày đoạn, đầu đoạn chúng mình sẽ lùi vào một ô nhé. Những tiếng nào trong bài được viết hoa và vì sao? Chúng ta thấy những tiếng được viết hoa đó là con, từ, những, bồ, nó. Chúng ta cần viết hoa trước cái đầu đoạn và những chữ cái đặt sau dấu chấm. Bài có một số từ ngữ dễ bị nhầm lẫn. Internet, sao, xa xưa, chặng đường. Sau đây các con lưu ý, trong khi viết, tư thế ngồi viết phải thoải mái, không gò bó. Khoảng cách từ mắt đến vở là 25 đến 30 cm. Cột sống luôn ở tư thế thẳng. Hai chân thoải mái, không chân co, chân duỗi. Hai tay phải đặt đúng điểm tựa quy định. Ánh sáng phải đủ độ. Bài 2, tìm từ ngữ có tiếng chứa vần eo hoặc oe. Ví dụ, với từ ngữ có tiếng chứa vần eo, cô tìm được từ chèo thuyền. Với từ ngữ có tiếng chứa vần oe, cô tìm được từ chim chích choe. Sau đây, con hãy bấm dừng video lại và tìm từ ngữ có tiếng chứa vần eo hoặc oe cùng bạn bè và người thân nhé. Eo, cô tìm được những từ sau. Con heo, kèo cây, mèo con, con oe, xòe ô, cười toe toét, vàng hoe, ngoe nguẩy đuôi. Bài 3, hoặc A hoặc B. Bài 3 gồm có 2 câu, câu A và câu B. Chúng mình có thể lựa chọn một trong 2 câu để làm. Tuy nhiên ở đây cô sẽ chữa cả 2 câu nhé. A, chọn L hoặc N thay cho ô vuông. Dòng trong mới điệu làm sao? Nắng lên, mặc áo lụa đào thướt tha. Trời về, trời rộng bao la. Áo xanh, trông mặc như là mới may. Tìm từ ngữ có tiếng chứa en hoặc anh. Với từ ngữ có tiếng chứa en, cô tìm được từ gió vệ, tên tuổi, lên lớp, bến đò. Với từ ngữ có tiếng chứa anh, cô có từ cồng cành, khám bệnh, lênh khênh, ảnh ương. Chúng mình cùng nhau chuyển sang tiếp luyện tập mở rộng vốn từ về giao tiếp, kết nối, dấu chấm, dấu phẩy. Chúng mình cùng bắt đầu tiết học với trò chơi đuổi hình bắt chữ. Các con thân mến, cô sẽ đưa ra lần lượt các bức tranh và các gợi ý. Nhiệm vụ của các con sẽ lựa chọn thật nhanh đáp án đúng là các từ ngữ chỉ hoạt động của các bạn nhỏ trong mỗi bức tranh nhé. Cùng nhau đến với câu hỏi số 1. Theo con, bạn nhỏ đang làm gì? Bạn nhỏ đang đọc thư đấy. Câu hỏi tiếp theo. Người đàn ông trong hình đang làm gì? Người đàn ông đang gọi điện thoại. Bạn nhỏ đang làm gì đây? Bạn nhỏ đang xem TV. Thế còn bạn nhỏ trong tranh này? Bạn nhỏ trong tranh đang học online bằng máy tính đấy.
Cô chúc mừng các con đã rất xuất sắc hoàn thành trò chơi vừa rồi. Một cơn mưa kẹo ngọt thưởng cho chúng mình. Các con thân mến, như các con thấy, thư, điện thoại, TV, máy tính đều là các phương tiện, đồ vật giúp chúng ta có thể chia sẻ, trò chuyện hay tìm kiếm thông tin và kết nối mọi người với nhau mà không cần gặp mặt trực tiếp. Vậy chúng có công dụng gì? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé! Con hãy nói tiếp để hoàn thành câu nêu công dụng của đồ vật. Câu A. Nhờ có điện thoại, em có thể gọi điện cho ông bà. Hay nhờ có điện thoại, em có thể nhắn tin cho bạn bè. B. Nhờ có máy tính, em có thể tìm tài liệu học tập. Nhờ có máy tính, em có thể tìm được nhiều tài liệu học tập. Nhờ có tivi, em có thể xem được nhiều điều mới mẻ. Hay nhờ có tivi, em có thể xem phim. Như vậy, qua bài tập vừa rồi, chúng ta vừa nêu được công dụng của một số đồ vật, điện thoại, máy tính, TV ngày càng có nhiều công dụng thông minh giúp con người học tập, làm việc và giải trí. Chúng ta càng dễ dàng gặp mặt, nói chuyện với mọi người, dù có khoảng cách địa lý xa thế nào. Các con thân mến, trong thời gian cả thế giới đang chống đại dịch COVID, việc học và làm việc online làm sao có thể thiếu được những chiếc điện thoại, máy tính, TV, phải không nào? Như một người bạn, một thành viên không thể thiếu trong mỗi gia đình. Nối bài học, chúng mình cùng đến với một đoạn văn kể về chiếc tivi. Tuy nhiên, đoạn văn này đang bị thiếu đi các dấu câu. Con hãy chọn dấu câu thích hợp cho mỗi ngôi sao trong đoạn văn sau nhé. Tivi là bạn của cả gia đình em. Bố em thường thích xem thời sự, phải. Mẹ em thích nghe nhạc, phải. Xem phim truyền hình. Còn em thích nhất là chương trình Thế giới động vật. Chấm. Như vậy, dấu chấm được dùng để kết thúc câu kể hoặc câu tả. Dấu phẩy được dùng để ngăn các ý trong câu. Các con thân mến, ngày nay việc giao tiếp, hợp tác với mọi người qua các đồ vật công nghệ như máy tính, điện thoại, TV ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, mình cần lưu ý sử dụng vốn thời gian vừa phải, lưu ý khoảng cách giữa mắt với các thiết bị để đảm bảo sức khỏe, tránh mỏi mắt và các bệnh về mắt. Các con cũng cần tích cực nói chuyện, chia sẻ với mọi người xung quanh. Cô cho mình cùng nhau chuyển sang tiết học luyện viết đoạn. Chúng mình cùng nhau khởi động tiết học với trò chơi đoán nhanh, đoán đúng nhé. Bức tranh của cô sẽ bị che đi bởi các hình. Con hãy đoán xem đây là gì? À, đây chính là cái quạt. Quạt dùng để quạt mát trong những ngày hè oi bức đấy. Đây là cái gì? Đây chính là tivi. TV dùng để xem tin tức hoặc các chương trình giải trí. Đây là cái gì nào? Ồ, đây là chiếc tủ lạnh. Tủ lạnh giúp chúng ta bảo quản thức ăn. Các con đã nhìn ra đây là cái gì chưa? Đây chính là cái nồi cơm điện. Nồi cơm điện giúp nấu chín gạo thành cơm. Đây là cái gì nào? Đây là chiếc đồng hồ đấy. Nhờ đồng hồ, ta biết được giờ để sắp xếp công việc, học tập và sinh hoạt một cách hợp lý. Các con thân mến, qua trò chơi đoán nhanh, đoán đúng, chúng ta đã tìm ra được rất nhiều các đồ vật. Quạt, tủ lạnh, nồi cơm điện, tivi, đồng hồ là những đồ dùng trong gia đình. Sau đây, con hãy viết 4 đến 5 câu tả một đồ dùng trong gia đình của con.
Mình hãy nhớ quy tắc 2D, 2C mà cô đã gợi ý nhé. 2D, 2C là những câu hỏi được bắt đầu từ những từ ngữ này. 2D, đồ dùng gì? Đặc điểm thế nào? 2C, công dụng gì? Cảm xúc của em như thế nào? Chúng mình hãy dựa vào những câu hỏi gợi ý này để viết dàn ý và đoạn văn thích hợp. Các con lưu ý cách trình bày đoạn văn, viết lùi một ô với câu văn mở đoạn. Những câu tiếp theo viết liền nhau. Khi hết dòng thì xuống dòng viết sát lề và không lùi vào một ô. Viết hoa chữ cái đầu câu và cuối câu có dấu chấm. Chúng mình cùng nhau tham khảo đoạn văn mẫu nhé. Năm em bước vào lớp 2, vì dịch bệnh nên em không được tới trường mà phải học trực tuyến cùng với cô và các bạn. Cũng vì vậy mà bố mẹ mua cho em một chiếc iPad. iPad có hình chữ nhật, cỡ bằng quyển vở ô ly của em. Nó được bọc ốp màu xanh và em còn dán trang trí thêm bên ngoài nữa. Suốt một học kỳ, nó như người bạn thân thiết cùng em học tập và giải trí. Em thấy rất vui và hạnh phúc khi có chiếc iPad bên cạnh em. Sau đây, cô mời các con lấy vở ô ly ra. Các con hãy viết đoạn văn của mình vào trong vở. Sau khi viết xong, con hãy đọc đoạn văn của mình cho bạn bè và người thân nghe và lắng nghe góp ý từ họ nhé. Con thân mến, qua bài học ngày hôm nay, bài 20, từ chú bồ câu đến Internet, các con đã luyện đọc và đọc hiểu văn bản từ chú bồ câu đến Internet. Biết trả lời câu hỏi về chi tiết nổi bật của văn bản như vì sao, bằng cách nào, trả lời được văn bản, viết về cái gì và có những thông tin nào đáng chú ý dựa vào gợi ý. Các con nghe viết một đoạn chính tả, làm các bài tập chính tả phân biệt eo, oe, l, n, en, anh. Từ đó các con phát triển vốn từ về giao tiếp, kết nối, biết sử dụng dấu phẩy, dấu chấm một cách hợp lý. Các con phát triển được kỹ năng luyện các đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình mình. Các con thân mến, bài học đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở những tiết học tiếp theo. Khóa học viện sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện sách.